sau khoảng 3 giờ bay từ Sài Gòn sang Quảng Châu. Hiện tại bây giờ thì hãng hàng không China Southern di chuyển hành khách đến khu để mà check-in hải quan bằng xe bus để tiếp tục hành trình bay từ Quảng Châu sang Mỹ. Sau khi check-in hành lý xong ở hải quan thì bây giờ mình đang tiến vào nơi transit gate của mình nha. Và Nga sẽ cho các anh chị và các bạn xem cảnh ở sân bay Quảng Châu. Bây giờ mình tiến ra cổng A155. Sân bay Quảng Châu là một trong những sân bay lớn ở châu Á. Và hiện tại mình đang đi vào đúng gate của mình rồi, A155. Hiện tại tất cả hành khách đang tiến vào phía trong khoang bên trong của máy bay và ổn định chỗ ngồi để tiếp tục hành trình mới từ Quảng Châu sang phi trường Cloud. Giờ thì Nga đang đi tìm người để mà đến cái chỗ ngồi của mình. Trên đường đi thì mình cũng quan sát là những cái vị trí chỗ ngồi bên trong chiếc A380 lý tưởng để mình có thể để chân được an toàn và thoải mái. Chín là chỗ ngồi lý tưởng. Giờ mình đã tìm được cái chỗ ngồi của mình ở số 66 và ổn định tiếp tục hành trình bay để đến Lod. Hiện tại thì Nga đang ở trong chiếc Airbus 380 và chiếc Airbus này sẽ chở hành khách từ Quảng Châu sang đến Lod. Và Nga cũng xin coi sơ qua đây cho mọi người xem.
Đây là tờ bản điều luật mà những giống như những trường hợp mà khẩn cấp xảy ra thì mình sẽ đọc những cái bản này để mà mình coi hướng dẫn và mình sẽ thực hiện theo. Trong lúc mà Nga đi vô thì Nga để ý là có một số chỗ mà nếu như các anh chị và các bạn khi đi chiếc Airbus 380 á, và lưu ý đi hành trình dài thì mình cần có một cái chỗ ngồi thoải mái, đặc biệt là chỗ để chân, thì thông thường á, nó sẽ nằm ở cái lối mà assist. Thì Nga cũng có ghi nhận được là cái số ghế, cái dãy nào mà mình đi đối với chiếc Airbus 380 này để mà có thể cho các anh chị và các bạn chọn được cái chỗ ngồi ngon lành. Và Nga sẽ cho các anh chị biết đầu tiên thì tại vì hôm nay mình order cái chỗ, đặt cái chỗ do cái vé cũng hơi chạm mà mình đặt ở ngồi ở 66 lần. Nhưng ở gần chỗ mình thì mình mới phát hiện là nếu các anh chị chọn ở dãy 60 thì các anh chị sẽ thấy có một cái chỗ ngồi rất là tốt. Nga nghĩ lát hồi Nga cũng sẽ cho các anh chị coi là những cái chỗ mà có cái chỗ ngồi tốt nữa. Ví dụ như là ở chỗ 40, 30, 50. Nga xin kể các anh chị, nghe một cái chuyện này. Hồi nãy mình đi vô, cái lúc mà đi vào, các anh chị cũng lưu ý là khi đi trong sân bay cũng phải lưu ý một điều là nó đến một cái chỗ mà nó chia ra làm hai cái chuyến bay đi hai nơi khác nhau. Thì mọi người hãy hỏi kỹ rõ những cái người mà hướng dẫn để tránh cái tình trạng là mình sẽ đi vô lộn cái máy bay mà đi nhầm, vậy có nghĩa là mình sẽ đi đến của mình sẽ là một cái nước khác thì điều đó sẽ gây rắc rối cho bản thân mình. Do đó là mọi người nhớ hỏi kỹ cái việc này, tại vì bản thân mình khi mà mình vô rồi cũng có một số hành khách làm cho mình bị lúng túng là không biết mình vô đúng hay sai, do đó mình cũng confirm hỏi lần nữa trước khi máy bay có cánh. Sau khi ổn định tầm khoảng một tiếng thì ở trên máy bay thì hãng hàng không China Southern Air thì các tiếp viên cho phục vụ nước cho các bạn uống. Rồi đây là một món ăn bữa đầu tiên của cái chặng đường từ Quảng Châu đến Lod, và đây là bữa ăn mà các chị và các bạn có một những cái món có sự lựa chọn cho mình. Ví dụ như là món cá với lại cơm, hoặc là gà với lại khoai tây. Và đây là mình chọn cái khẩu phần ăn là của cá với cơm, thì bao gồm có cho mình là một cái bánh mì, rồi một cái phần là món đồ xào, rồi một cái món tráng miệng cho mình là một cái bánh xếp. Đây là khẩu phần chính main dish. Đây là fish with rice, có nghĩa là món cá với lại là cơm. Như những lần trước thì mình cũng chọn ăn món này. Hồi nãy trận đầu thì mình ăn món cá với lại khoai tây. Đây là món cá với cơm, gồm có cơm, rồi gồm có đồ xào, su này kia. Thì món gia vị của người ở Quảng Châu, người ta làm cái món ăn này, đặc biệt Nga thấy là món cá của họ làm ngon. Và trong những lần trước thì mình khi mình đi thì mình cũng có ăn cái món cá với lại là cơm. Và có một set của mình gồm có thêm một cái bánh cookie, và sau khi mình ăn xong mình dùng tráng miệng. Rồi một cái gói này là một gói muối và tiêu. Rồi đây là bơ dùng để ăn với bánh mì trước. Rồi một cái gói bé kiệt này là gồm có dầu uống nĩa, dụng cụ ăn uống của mình. Rồi cái ly đó lắc hỏi thì họ sẽ cho mình một loại nước mà mình chọn để mà mình uống. Sau khi mà mình ăn thì mình sẽ tráng miệng nữa bằng nước uống. Thì chắc lát hồi mình sẽ xin một miếng rượu để mà uống vô thì chút xíu thôi, thì các anh chị và mọi người có thể là có một giấc ngủ ngon để chuẩn bị hành trình mới. Thôi bây giờ mình sẽ dùng bữa nha. Đây là một
Đây là phần ăn sáng. Và trước khi mà mình, sau khi mình ngủ dậy mà tầm khoảng 7 tiếng á, thì người ta cho mình, thứ đầu tiên người ta phục vụ nước, thì mình uống nước cam. Để phần ăn sáng đầu tiên là mình sẽ thấy là có một cái bánh giống như là bánh patisserie mình, rồi một phần, một cái mứt, rồi một hũ dao gợt kia, đây một hũ dao gợt, một cái suất trái cây, trong đó gồm có hai miếng dưa hấu và một miếng dưa lưới. Rồi đây là phần ăn điểm tâm. Và bên cạnh đó thì hôm nay Nga trên máy bay thì Nga làm quen được một cái cô bé người Trung Quốc. Cô cho mình hai miếng gà của ở Trung Quốc. Đây là món đặc sản, giống như gọi là món snack của người Trung Quốc người ta ăn. Và đây là phần điểm tâm đây. Đó. Đây phần điểm tâm đây là dạng giống như món mà truyền thống của người Trung Quốc người ta ăn. Gồm có một cái hạt cảo, một cái giống như một cái này. Đây là món điểm tâm, một cái bánh bao. Và một cái phần này là phần xôi ở trên bên, ở bên trong người ta cuộn ở ngoài là lá sen. Và bây giờ thì mình sẽ dùng. Quá trình 15 tiếng này thì các anh chị và các bạn khi mà lên máy bay ổn định thì các anh chị và các bạn sẽ được tiếp viên người ta phục vụ cho bữa ăn, nghe coi như là bữa ăn tối vậy. Sau đó thì mọi người sẽ đi ngủ và mình sau đó là mình sẽ được. Và đây là toàn bộ cái hành trình bay từ Việt Nam thì Nga bay qua bên Quảng Châu, từ Quảng Châu Nga bay Lod. Thì hành trình từ Việt Nam qua Quảng Châu tầm khoảng 3 tiếng. Và sau đó từ Quảng Châu bay qua bên Lod thì sẽ tầm khoảng 15 tiếng. Và hiện tại thì mình đã đi được cái khoảng đường cũng khá dài rồi. Đã sau được gần 15 tiếng, mình còn khoảng chừng 45 phút nữa là mình sẽ đến phi trường Lod. Và trong suốt bước hành trình này thì mình cũng được ngủ một giấc ở trên máy bay, có nghĩa là sau khi các anh chị lên máy bay xong thì các anh chị đã được phục vụ ăn uống chặt sau cho một tiếng, rồi mình sẽ ngủ một cái giấc cho khoảng tầm 7 tiếng, rồi sau đó thức dậy thì các anh chị sẽ được phục vụ bằng cách là các anh chị sẽ được phát khăn rồi lau mặt, rửa mặt gì đó tùy anh chị, rồi sau đó họ sẽ phục vụ thức ăn sáng và uống nước. Và đây là hành trình mà của máy bay di chuyển. Và hiện giờ thì máy bay đang ở gần địa phận của California, nhưng mà cái nơi mà đáp là phi trường Lod cũng gần đến. Và máy bay đang hạ độ cao từ từ xuống. Thì khoảng chừng Nga nghỉ cỡ chừng 35 phút nữa là mình sẽ đến nơi. Rồi bây giờ Nga chuẩn bị Nga đi ra. Thì đối với chiếc Airbus A380 thì mọi người nên book những cái hàng ghế sau đây sẽ rất là ok. Như ví dụ như hàng số 60 thì mọi người sẽ có thể ngồi được cái ghế ngay cái lối exit, có một cái chỗ để chân rất là thoải mái. Bởi vì khi mà Nga book Nga không có biết được cái vị trí, bữa nay Nga cũng xin nói là ở cái hàng A
60 thì mọi người có thể book. Bye bye. Bye. Thanks. Và kế tiếp nữa, đối với những hàng ở phía trên đây của Airbus A380, ví dụ như là hàng ghế số kế tiếp là số 49 và 48, là hai hàng ghế mà chỗ ngồi nó tương đối là thoải mái, là ngay lối exit. Thì đa số mình thích exit tại vì khi mà chuyến đi dài thì mình cần có một khoảng để mà ngồi thật là thoải mái. Bắt đầu những hàng phía trên đây là thuộc loại hàng ghế tương đối là rộng hơn một chút, nó thuộc loại là cũng ghế economy nhưng mà cái giá ở trên đây thì tương đối là nó mắc hơn một chút. Và cái hàng ghế kế tiếp mà có ngay lối exit đó, các anh chị có thể chọn là hàng 35 từ GFD HIE. Và phía trên là hàng kiểu như là first class business rồi. Và bây giờ mình chuẩn bị tiến vô khu đăng ký hải quan. Bye. Thank you. Thank you. Đối với chuyến bay mà Nga đi. Thank you. Họ có những cái đăng ký mà nếu như các anh chị và các bạn mà là người có người nhà thì đăng ký cái wheelchair. Có nếu mà đăng ký vé mà có wheelchair thì sẽ có người ra mà take anh chị, dẫn anh chị vô từ máy bay cho đi ra đến hạ cái chỗ mà check về hải quan. Nga sẽ record cho các anh chị.